Rồi bây giờ mình sẽ thảy nước luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ anh em mình đã có 3 cái nắp chai rồi nha. Tiếp theo thì mình sẽ để đèn cầy vào trong đây và bắt đầu đốt nha các bạn. Bây giờ là trời tối rồi nha, mình sẽ chơi lúc trời tối để cho nó đẹp hơn. Đó, bây giờ là khoảng 8 giờ rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khò cho đèn cầy nó chảy ra nha các bạn.
chúng ta sẽ ngồi xa ra chút nha các bạn. Bây giờ đèn cầy nó đang cháy trong lửa rồi đó, bây giờ mình sẽ phẩy nước vô nha các bạn, chuẩn bị nha. Rồi bây giờ mình sẽ phẩy nước vô nha các bạn. Rồi nha các bạn, mình sẽ chơi lại lần nữa nha. Tắt luôn rồi. Tắt luôn được có 2 lần nè các bạn. Đó, ghê chưa? Rồi, mình còn 2 cái này nữa. Tụi mình sẽ chơi 2 cái này. Chơi 2 cái một lượt luôn nha các bạn. Các bạn ơi, hồi nãy lửa cháy quá trời lớn luôn các bạn. Nó phun lên giống như là pháo bông vậy đó. Thì bây giờ mình còn 2 cái nữa, mình sẽ tiếp tục chơi 2 cái này nha. Hai anh em mình sẽ chơi. Tiếp tục anh em mình sẽ để bằng cái dây giấy lịch cũ ra, anh em mình sẽ tiếp tục đốt hai cái này. Các bạn ơi, anh em mình sẽ cho giấy lịch vô nha để đốt cho nó cháy đèn cầy nha các bạn. Giờ đèn cầy nó cháy quá trời luôn các bạn. Hai anh em mình sẽ dùng nước phun vô nha các bạn. Rồi chuẩn bị nha dây. Chuẩn bị. Ít thôi, ít thôi, chuẩn bị lên. 1, 2, 3. Wow. 1, 2, 3. Wow. Oh. Wow! Nguy hiểm quá! Nó tắt rồi! Trời ơi! Nó tắt rồi! Nó cháy hết rồi đó! Tắt luôn! Các bạn ơi, nó cháy hết rồi, nó tắt rồi nha các bạn! Wow! Nè các bạn nhìn bãi chiến trường nè! Ồ, đèn cầy cháy hết, giấy cháy hết. Mình quăng nước vô là nó phun lửa lên liền nha các bạn. Quá dữ luôn. Các bạn nhìn nè. Nóng. Ôi da, nóng quá. Đèn cầy nó cháy hết luôn nha các bạn. Khi mà mình phun nước vô thì lửa tự nhiên nó phun lên y như là pháo bông luôn. Nên mình mới gọi đây là thử nghiệm pháo hoa đèn cầy nha các bạn. Wow, đẹp quá hay gì. Nó phun lên như là mấy cái gì, cái vụ nổ bột gì đó. Những video nổ bột như trên mạng xã hội á bạn. Anh em mình thấy gì anh em mình làm theo cái này. Cái này thật sự là hồi nhỏ anh em mình chơi rất là nhiều. Mình dùng những cái nắp lon nhỏ nhỏ thôi các bạn. Mình dùng những cái nắp chai bia nhỏ nhỏ thôi. Rồi mình đốt đèn cầy vô. Sau đó mình phun lửa vô. Mà mình dùng miệng mình phun nha các bạn. Những cái hạt nước á nó càng mình thì lửa nó càng phun mạnh. Hồi nãy là mình dùng tay mình gắt vô nên lửa nó phun rất là lớn. Nhưng mà nó không có mịn nha các bạn. Wow, nhưng mà cũng rất là đẹp hay nhi. Cái lần đầu thành công hơn các bạn ơi. Cái lần sau này hình như nó hơi nhỏ. Do nó cháy hết tiền cày rồi đó. Wow, hay quá. Nếu các bạn thích thử nghiệm của anh em họ Bùi thì đừng quên để lại một like, bấm đăng ký và bấm nút chuông để đón xem những video mới nhất từ anh em mình nha. Nếu các bạn muốn đóng góp ý kiến thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới. Rồi mình anh em mình sẽ xem bình luận và có thể sẽ chọn bình luận của bạn để làm theo nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.